Xin chào nha. Hôm nay anh sẽ chia sẻ cho các bạn một cái PCB cũng khá là đơn giản, mình có thể dùng mình chế cháo đều được nha. Thì cái mục đích của cái này lúc đầu làm ra để mình điều khiển cái bơm dựa vào nhiệt độ độ ẩm để mình điều khiển cái bơm 12V thôi. Thì cấp nguồn vào là 12V, nhìn vào đây chúng ta thấy là gì? Khi kết relay thì nó vẫn là 12V chạy ra ha. Mình chỉ cấp một cái nguồn 12V nào vào thôi. Cho nên có cái domino là chúng ta đấu hai cực âm dương vào nha. À, nhìn vào sơ đồ chúng ta sẽ có thể thấy được là cực này cực âm, cực này cực dương. À, để các bạn đấu vào nha. Ok, đó. Thì đây là con 785 đang hạ áp 5V nó cấp cho con ESP này, cấp về cái chân là chân V in đó và một chân GND. Các có một cái cảm biến nhiệt độ và một cái cảm biến độ ẩm đất nha. À, anh quay để xem này các bạn có thể tiện mà xem lại cho nó dễ nha. À, rồi xin chào các bạn.